thêm một ngụm nữa không? Rồi, bây giờ bạn có thể nói cảm nhận của mình khi mà bạn uống một vài ngụm nước của Lavin. Dạ, rất là mềm mát và thanh dịu. Đã khác nữa. Đã khác nữa. Dạ, không... Dạ, em thấy là uống uống nước khoáng thì nó sẽ tốt cho sức khỏe hơn là nếu uống những cái nước ngọt nó ra. Con gái thì sẽ không có sợ có... nó mập. Bạn còn có muốn nói gì với mọi người, kêu gọi mọi người uống nước khoáng giống như bạn không? Em nghĩ là với bây giờ thì mọi người nên uống những cái loại nước khoáng mà không có tốt cho sức khỏe, nó sẽ không có độ đường hay là nước ga nhiều như là các loại nước bây giờ, thì với lại nó cũng không có chất bảo quản, nó sẽ tốt hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều về những chia sẻ vừa rồi về lợi ích của nước khoáng và đặc biệt là nước khoáng của La Vie.